Hello, xin chào mọi người đến với không mình không biết đọc như nào. Tàu hũ à? Toho, đây là một game gọi là đây, nó như thế này đây. Và game này của phát triển bởi người Nhật Bản. Và mình thấy game này khá là hay ho và có nhiều bạn bảo mình chơi thử đi. Yep. Mình đang nhìn cái gameplay của nó và mình đã thấy xoắn rồi. Ok, chúng ta sẽ chơi. Mình mong là mình sẽ không chết vì mắt toét. Ok, mình sẽ chơi hát. Mình không biết là mình có nên chơi không nhưng mà thôi. Kệ đi, hát đi. Thôi. Có lẽ mình sẽ chọn cái Magic Missile. Ok. Đấy. Chơi cái này, mình đang chơi chế độ hát nên mong là mình không chết vì lòi mắt. Ok. Ok, mọi thứ mới bắt đầu khá là bình thường, không sao cả. Không sao cả, mới ăn đạn thôi. Ok, đầu tiên là ăn mấy cái. Mình không biết mấy cái đỏ và người dân này và mình cũng chả biết là bắn bom, à lấy bom kiểu gì. Oh fuck. Bắt đầu kín đấy. Ok, chưa có gì cả, này quá bình thường. Quá bình thường cơ mà. Mình nói ra đấy, mọi người phải lên xem mấy gameplay mà người ta chơi cái trò này cơ. Này mình chơi này quá bình thường. Holy shit. Holy shit. Nope. Ok. Mưa. Chúng ta đang mình có cảm giác như kiểu mình đang đứng dưới mưa mà không bị mưa chạm mọi người ấy. Wow. Suck game. So fucking pro. MLG. Nope. Ok. Boss thế thôi à? Đấy, mình nghĩ là boss đây nhưng mà sao sao nó thoát nhanh vậy? À không, nó bay đi mà. Chắc là chưa chết. Mình bắn chết nó. Sao mình nghĩ là như vậy? Mình có xem một bài game play của nó. What the fuck. Yeah. Mình không cần cái bắn hết, thế nên là mình chỉ cần né đạn thôi. Né né bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Ok. Ha. Cái cảm giác này nó giống như là nếu cô ấy ở đây chắc chắn cô ấy sẽ nói rằng thật là cảm giác thật là thoải mái tối nay. Tôi không phải cô ấy. Và tôi ghét buổi ban đêm. Chỉ có một tên kẻ kỳ lạ ở loanh quanh ở đây giờ này. Cậu đang gọi ai là kẻ kỳ lạ hả? Cậu không ai nói với cậu cả. Tất nhiên là không rồi. Thế tại sao cậu lại giơ hai tay ra? Say what? What? Humanity started using what? Trong này có dùng cái có nhiều từ. What the fuck? What the fuck? Mình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tốt nhất là mình nên tập trung hơn vào mình nghĩ là mình kể cả mình tập trung mình cũng chả làm cái gì đâu. Ok. Oh fucking god. Oh my fucking god. Holy. Ok. Không biết mạng nó có giới hạn không nhỉ? Không biết mạng nó có giới hạn không nhờ? Không biết nó có giới hạn không? Mình mong là có. Oh. À mình mong là không chứ nhầm. Holy shit. Cái gì đây? Nope. Mình bắn mình thét thoát qua quả đấy kiểu gì vậy? Hay cả. Holy shit. Kia cái gì đây? Trong một vài giây tự nhiên cái mình không di chuyển được. Ok. Ấn nhầm. Ấn nhầm. No. Fuck. Chỉ tại ấn nhầm ngay bàn đầu tiên, thật là tuyệt vời. Có lẽ mình sẽ chơi thử con này. Ok. Ok. Cái này thì nó đánh một cột à. Mình sẽ lấy con kia bắn nó hai hàng. Holy shit. Holy shit. Vẫn như mưa. Nope. Fuck you. Nghe hai phết. Oh. Holy shit. Cái đoạn này thì mình thấy bình thường, nó không khiếp khủng như cái đoạn cuối. Oh my fuck. Mình nghe nói nghe
nghe nói là có tầm gần 100 con boss ở bản mới nhất. Game are you fucking kidding me? Đùa tao à? Shit. Oh, cái này hình như là cái đam kia của mình đi theo nó mà. Thế ngon. Ok. Oh, nếp. Bắt đầu lên chuẩn bị rơi mưa. Mình cần kiếm ngay một kill. Fuck. Ok. Ok. Tèo. Hình như con xanh là chủ yếu cho mình cày điểm. Còn mấy con đỏ là con khoai thị sắn nhất trong game này. Theo mình nghĩ là như vậy. Kiếp nghĩ ăn điểm cũng khó cơ. Đùa luôn mà. Cái đoạn này nó cũng nghi hệt. Không, cái này khác à? Carefree. Oh fuck. Mình không thể đọc. Giáp mình chả đọc cái gì cả. Yeah. Mình muốn tập trung rồi. Ok. Đến lúc tao phòng. No. Away. Đi thọt. Thế con này di chuyển chậm vãi, nó không như con kia. Con kia di chuyển nhanh hơn. Holy shit. Mình không để ý cái chỉ số của nó. Why. Như pháo hoa ấy ạ, vãi. Ok. Có lẽ mình ăn được quả này, mình có lẽ mình ăn. Có lẽ không. Có lẽ là không. Why you lose it game? Why you so fucking... Khổ mày. What? Rồi cuộc mình phải qua được đấy kiểu gì? Nó lại đầy máu. What? Không. No. Wow. Hôm trước mình xem cái Toho 3D và trông nó khiếp vãi cái Klingon ra. Nhưng mà giờ nó khiếp trong 2D nó còn khiếp đảm và kinh hoàng hơn. Bản 1 thôi mà. What the fuck game? Đây chỉ là bản 1 thôi mà. Cố lên nào. Này, nó sắp chết rồi. Nó sắp chết rồi. Tất nhiên là có. Mình còn 3 lượt nữa. Theo mình. Full power. À, mỗi lần chết mình được cấp một cái loại đạn gọi là đoạn full power. Nó bắn với tốc độ. À bắn. Ok, mình thắng rồi. Mình thắng nhờ mình chết. Vâng, màn 1. Màn 1. Ok. Ok. Oh, what the fuck? Are you fucking kidding me? Cái leo gì đây? Mình còn chả nhìn thấy cái gì cả. Ôi, đây sẽ là bàn kết thúc của mình. Sao có nhiều người nó còn chơi đến tận cả Lunatic. Cái chế, vừa đấy mình nhìn thấy cái chế độ Lunatic là cái chế độ dành cho những người kỳ lạ. Mình không biết là chúng nó kỳ lạ đến mức nào nữa. Holy shit. Oh my fucking god, nhìn kìa. Nhìn kìa đạn kìa. Đạn của mình ấy, mình đang nói đến đạn của mình ấy. Còn đạn của nó thì trông bình thường thôi. Đạn mình trông sợ. Are you fucking serious? What the fuck? No. Tinh tùng. Trông như mấy con tinh tùng ấy, ok. Ok. Lại phi tiêu nữa rồi. Ok. Why? Phi tiêu đỏ. Why? Ui, lại tinh trùng nữa rồi. Tinh trùng. Trông như con thịt ra giống con nòng nọc hơn. Ok, nó chạy rồi. Hạnh phúc vãi. Ui. Không. Tớ nói nhầm. Tớ không hạnh phúc gì cả. Tớ không hạnh phúc gì cả. Hạnh phúc gì cả. No. Nope. Okay. Ok. Full power. Mình không biết cách đánh bom. X à? Oh. Tao có cách đánh mày rồi. Thôi tớ đúng à? Ok. Tớ đùa rồi. Né qua đấy kiểu đéo gì vậy? Mình đang bắt đầu văng rồi chết giờ. Hai hailstorm, what the fuck?
Yeah! Ok, cố lên nào, mình sắp thắng rồi. Với khả năng này mình sẽ thua. Nè, mình sẽ thua rồi đấy, không thua đâu. Mình sẽ thua. Mình phải dùng bom nữa thôi. Ok. Nó còn nữa. Are you fucking kidding me? Nó vẫn, nó còn đầy máu. Ok. Không những nó còn đầy máu, nó còn mạnh hơn lúc trước gấp lại nhiều lần. Why? Ok. Này, này. Ok, thắng rồi. Ôi, chưa thắng à? Cái để game, why you do this to me? Ta đã làm gì đến tội? Mình có chả nhìn thấy cái gì với cái gì cơ. My fucking eye. Em thề là em đếch thấy cái gì cả. Rốt cuộc bạn nào đã dã man mà bảo mình chơi cái trò này? Bạn nào? Mình thử ra mình xem trong confession. Mình xem yêu cầu trong confession. Oh my fucking god, mày. Tay mình đau vai. Bạn nào đã đề nghị mình chơi trò này, đề nghị why? Tại sao lại làm thế với mình? No, mình không muốn chơi nữa. Ok, dù sao trong đạn mình nó cũng bá đạo rồi. Mình ngồi mình ngắm cái đạn mình trước khi mình nghỉ thì tốt hơn. Vãi. Yeah, full power mode. Wee. Vãi. Đây không phải là chùm đâu. Tao vừa bảo đây không phải là chùm cơ mà. Why game? Why? Mình chả nhìn thấy cái lệnh gì cả cơ. Thế nó bị buồn cười cơ. Wow. What the fuck? Game? Cái leo gì vậy? Mình có chả nhìn cái gì cả. What the fuck? Mình đáng lẽ mình không nên chơi hát. Nếu mình chơi normal có khi mình còn trụ được thêm một lúc. Mình không nên chơi hát. No. Oh, cái ô nhỏ nhỏ. Oh my fucking god. That's what he said. Nhỏ vãi cả đấy. Mình văng. Cái lều gì đấy? Ok, nó tỏa ra khắp nơi. Ok, mình đếch nhìn được cái gì nữa cả, nó văng đầy mặt mình. That's what she said. Oh my fucking god. No. Đùa đấy à? Yeah. Chùm mê. Vâng, hoa đẹp lắm, tớ biết là đẹp rồi nhưng mà tại sao lại bị thế? Mình không nhìn được cái gì cả. Mình không nhìn thấy cái gì cả. Mình không nhìn thấy cái gì cả. Chết đi chùm. Last stand. Ôi là nó chưa chết hẳn. Thế mới buồn cười. Oh fuck me. Mình nghĩ mình sẽ chết trước khi đến gặp được nó. Mọi người cảm thấy nào? Thật tuyệt vời. Oh my fucking. Nhìn kìa. Mình không nhìn thấy cái gì cả. Mình thật sự không nhìn thấy cái gì cả. Thật. Mình không nhìn được cái gì cả. Mình không nhìn được cái gì cả. Mình không nhìn được cái gì hết. What the fuck em. Holy shit. Ok. Ô đây rồi. Đứng theo tôi. Cảm ơn đã chỉ đường. Ok. Mình thật sự mình không quan tâm chúng nó nói gì ấy. Mình đằng nào mình cũng chết rồi. Ôi. Vâng, đẹp tuyệt vời. Cái này sẽ rất đẹp nếu mà nó là pháo hoa. Nhưng mà nếu nó là một làn đạn thì mình không thích tí nào cả. Mình còn đếch nhìn thấy đường đạn. Wow. Kể cả nó chạy chậm nó cũng chỉ khiến mình sợ thêm thôi. Mình né mấy quả đấy kiểu gì. What? Cả một làn đạn. Chết đi. Mình này mày dùng bom hết cách rồi. Chết đi. Yeah. Ôi đùa nhau đây à?
đùa nhau đây à, đùa nhau đây à, mày đùa tao đây à, mày đang đùa tao đúng không, mày đùa tao đúng không, mày đùa tao đúng không, mày đùa tao đúng không, cố giáp mình hết bom, giờ hết chạy. Ok, yeah, giờ cách duy nhất của mình để đem mình chết để lấy bom mình giết nó. Vâng, giờ là thêm một là dàn mấy con lít nhít tao nữa. Are you fucking serious right now? Mày đùa tao đây à? Mày đùa tao bây giờ? Mày nghiêm túc hay thật thật đấy? Đùa tao đây à? Mày 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 nhìn giống mặt tao giống tao đang đùa mày không? Mày đùa tao đây à? Ôi dồi lại còn nữa cơ. Ôi wow. Ok. Có lẽ mình đang nhìn thấy mọi thứ. What the fuck?